Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay thì mình sẽ solo squad nha. Vâng, hai team hay ba team gì đấy nhảy vào đây. Ui, không có súng rồi. Lượn gấp. Rồi, không có súng luôn. Đây này, hai khẩu. Ngon thế nhờ. Cứ đi vào mấy cái phòng này một mả súng. Úi trời ơi. Vờn nhau đi. Trời ơi. Thông quá đi các bạn ơi. Xuống đây đông mấy đông chứ bắn đúng kích là vẫn sống nha các bạn. Cứ chui vào mấy cái phòng như này thẩm du đấy, thẩm chừng nào bị mộng du thì chúng ta sẽ đi ra ngoài, hợp lý không các bạn? Để mình chỉnh mấy cái nấc này kiếm súng nha các bạn. Wow, có thêm chút đạn cũng ok. Bắn nhau bên này. Trời ơi. Có bạn ở dưới. Rồi, nóc này. Vẫn còn đồng đội anh em à. Làm tí anh em nhỉ. Ui, nhiều đồ thế. Ui. Cái gì vậy? Phần thưởng cho người chiến thắng à? Được thực sự. Có tiếng chân này. Ui, không có súng vào bạn. Không có súng vào đây khác gì. À có, Uzi này. Nhìn sơ qua cứ tưởng là tay không tức sắt cơ. Vâng, đây nó chỉ là một con boss mà thôi. Rồi, hình như là đến bay lên rồi này. 10 giây nữa. Ô, có tiếng chân này. Ui vãi đái. Gì đây? Ô, không chết kìa. Ghê vậy. Này thì tính surprise tớ á. Chơi thế ai chơi cậu? Cậu chơi một mình đi. Vào rút đồ xong rồi hình như anh ta tính bốc bốc cái gì ở ngay cái cửa ra vào ấy, sợ ai quả đấy, có khi bốc ra nhìn xuyên tường xong rồi bắn mình đấy. May là mình nghe tiếng chân nhảy nhảy khiếp, từ đầu trận mình cũng không biết trong này có người luôn ấy, tại vì người ta vào xong rồi người ta nhặt súng ngồi trong đấy im luôn, chả nghe tiếng chân, chứ mình mà nghe là mình clear xong mình phi vào rồi đấy. Chắc nay mình lại bắn combo ốp với lại M762 rồi. Đang bay với khẩu M762 anh em ạ. Chơi nốt trận nha. Ui. Và như vậy thì mình quay trở lại cái đền thờ. À nhầm. Cái cái kim tự tháp. Bắt nồi đền thờ ạ. Đây, khu này có người các bạn ạ. Chả hiểu kiểu gì khu này bay lên rõ là rất lâu rồi. Mấy ông chạy đây làm gì tôi không biết. Xong rồi tính xâm chiếm khu này. Một bé này. Hai bé. Ơ kìa. Vậy lỗi rồi. Hai bé này. Cái ông này cứ bỏ ngang như cua ấy. Buồn cười thực sự. Rồi team 4 các bạn ạ. Ui không gạt được. Sau này có người. Này dễ bị bánh mì kẹp thịt này. Ui rồi. Thầm thế nhờ. Tự dưng con bạn nằm ngay trước mồm mình luôn. Vẫn còn đấy. Mình thấy nằm xuống xong rồi sửa móc ra các kiểu đang bắn nhau ấy, mình nghe thấy có ít tiếng súng ấy à. Đây. Ui. Chỉ nóc thôi, thế là vẫn còn. Nóc đây vẫn còn. Khá là khó chịu khi mà mấy ông dưới chân kim tự tháp này nó cứ cà khịa sang ấy. Nhà này nhìn vậy chứ trống lắm các bạn ạ. Lên nóc đi cho có. Ui.
cho có đủ tầm nhìn, nhìn cho nó bao quát. Ngắm gái xinh thì nó phải lựa chỗ đẹp đẹp xíu ngắm nó mới sướng các bạn hiểu không? Đấy. Giờ móc lên sẽ có pha cứu. Ui, đây chỉ là một pha gạt giò mà thôi. Hơi căng này, trước sau kiểu bánh mì kẹp thịt. Trời ơi, ông lên lút đồ á. À? Cũng vậy ông luôn đấy. Ui, sớm móc đầy à. Đây, bạn này làm gì đây? Ui, đang nhìn gì vậy? Tìm cái gì dưới đất vậy? Cho bạn ấy rớt tiền rồi. Ai nhặt được thì trả lại bạn ấy nhá. Chứ không bạn ấy tủi thân phết đấy. Ông sau này chim cút rồi. Một cú bỏ rơi đồng đội. Ui, mấy ông này tính làm gì đây? Đẩy đường nào? How to đẩy? Ui, lấy xe này rồi. Chúng ta sẽ đến với một pha đẩy. Lót dép hóng thôi chứ còn gì nữa. Ui rồi, không kịp tiêm chích rồi. Ui, yếu lắm rồi này. Mình mà không ăn vã team này luôn thì nó hơi phí. Đây. Trời ơi. Một bạn lạc bên ngoài. Còn bên trong nữa. Ấy chà, ông tính làm gì bên ngoài đây? Tôi gạt luôn đấy nhá. Vâng, các bạn ấy đang suy nghĩ bày mưu tính kế xem đẩy lên nóc nhà kiểu gì. Bây giờ các ông cứ thử ra ngoài xem tôi gạt được một hai ông nữa không. Rồi, một pha đẩy trong trong nhà nhưng mà bị nhốt luôn trong nhà rồi. Kiểu gì các bạn ấy cũng ra cửa sổ để leo lên thôi à. Mình vừa nói xong thì hai ông ra hóng hớt. Rồi. Ông này không biết lại nằm đâu đây. Giật mình chạy ra. Không biết chuyện gì đang xảy ra. Khổ vãi. Có người đang bò này. Trời ơi. Tự dưng lại thần bo độ các bạn ạ. Khu nhà này đáng nhẽ mình không ném bom ngay cửa sổ là mình đã có thể leo lên nóc và mình có thể soi được tất cả những người xung quanh. Hình như xe đâu ra đây. Trời ơi. Ui. Căng vậy. Một viên này. Vô đây các bạn ơi. Trời, mấy ông này sợ, mấy ông chạy đi luôn ạ. Sợ cái gì tôi vậy trời. Thế luôn, quả nóc này hơi bị ngon đấy các bạn. Tiếc mỗi cái cửa không phục hồi được. Chứ mà đứng trên nóc mà bắn xung quanh thì nó phải gọi là bá. Bãi thật. Chơi tốc biến kìa. Ui, vỡ đầu. Có một ông bơm má ngoài tường. Không lên à? Không lên kìa. Thế thôi giết ông ngoài này. Ui, 9 viên đủ luôn ạ. Vãi chưởng. Ông này vừa bơm máu xong luôn đấy. Đúng làng nhàng. Lộn vào cái cửa mãi không xong. Khó hiểu thực sự. Ui, nhà bên cạnh có người này.
Một ông nấp ngay cửa sổ. Này, một quả bom chính xác là có thể liếm được một kill ngay vào luôn đấy. Rồi, ăn này. Ui, ăn nguyên của bom không chết kìa. Chấm máu lại cái chắc. Rồi. Còn một vết bố này. Thế là còn nguyên mấy ông bên chân kim tự tháp. Wow, hơi khó. Bỏ qua bên đấy là đi luôn đấy. Ui, đang bỏ này. Này thì bò này. Tầm nay mà mấy ông còn bé nà được ấy. Rồi, như vậy thì còn 3 thôi. Hình như có ông nào bên ngoài tường hay sao ấy em à. Nghe tiếng chân bé lắm. Đấy. Có sai đâu. Chạy đâu bạn ơi. Ui, vẫn nóc này. Nếu mà phân vân không biết là có địch ở gần hay không, phân vân hướng nào, cứ ném bom chích hướng đấy cho nó chắc các bạn. Vừa vào vẫn mình phải đẩy vào là nó bắn gạt đấy. Nể nhất là mấy cái ông mà di chuyển xong rồi ngồi im một chỗ ấy, sợ lắm. Thì mình sẽ lên đây luôn. À, trời ơi, đứng trong mép tường này. Còn ông ngoài này. Ông bắn tôi đúng không? À, thì ra ông chọn cái chết. Thì ra ông chọn cái chết. Rồi, xong. Vâng, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình. Bye bye các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau nha. Bye bye, nhớ like và subscribe ủng hộ mình nhá. Bye bye.